coi cho mình các bạn. Cảnh ở cái sông trải quanh cái núi nha các bạn nhé. Xa kia là có người đang đánh cá rồi. Sông rất đẹp, đẹp sông. Hôm nay trời hơi mù các bạn, sương mù, mưa. Và đây là cỏ này, dọc bờ sông này họ trồng cỏ nhé. Đấy, cỏ rất nhiều, họ trồng cho trâu bò đấy, cỏ tốt này. Đấy, các bạn thấy. Đấy, và họ dắt trâu cho trâu ăn nhé. Mình đang lội qua sông này. Sao bồi kia mình lên xem người ta đánh cá mà có được không? Và bờ bên này họ trồng cây, trồng rất nhiều cây này. Cây rừng cây. Mình lên mình xem họ trồng cây gì nhé. Dọc bờ sông có những bờ tre này các bạn, mát lắm. Chiều ra mà nắng ra vừa xong này, một bãi đá đẹp này. Đấy, bãi đá rất đẹp này. Đấy, bạn thấy. Đây là rừng keo các bạn. Nhiều lắm, rộng. Từ này lên là 50 hát kìa. Không, chừng 15-20 hát.